nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2018. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi năm 2018 được Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện bài bản nghiêm túc từ cấp cơ sở. Hội thi cấp huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã được tổ chức và hoàn thành xong từ tháng 8, thu hút đông đảo thí sinh là cán bộ kiểm tra đảng ủy các cấp tham gia, qua đó đã lựa chọn 14 thí sinh tiêu biểu dự hội thi cấp tỉnh. Hội thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt và học tập, trao dồi nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát thiết thực, ý nghĩa đối với cán bộ kiểm tra cơ sở, đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho cấp ủy đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng, từ đó thực hiện đúng các quy định của điều lệ đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham gia vào ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy thì trước hết bản thân mình phải xác định phải là một đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm và làm sao mà luôn luôn giữ cho mình trong sạch thì và thường xuyên phải học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để làm sao nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ cũng như là cái trình độ chuyên môn đáp ứng được cái chức năng nhiệm vụ mà mình được giao. Qua cái hội thi này thì bản thân rút được rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ của mình và làm sao để giúp cho cái công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ huyện Khói Châu ngày một làm tốt cái công tác giám sát kỷ luật đảng hơn nữa. Công tác kiểm tra giám sát có vị trí vai trò hết sức quan trọng nhằm thống nhất giữa lời nói và hành động và biến cái đường lối nghị quyết thành kết quả thực tiễn trong thực tế. Là người cán bộ ủy ban kiểm tra thì chúng tôi thiết nghĩ là cái quan trọng nhất là phải rèn luyện nâng cao cái bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp, rồi nâng cao cái phẩm chất năng lực, phương pháp tác phong công tác, làm tốt cái nghiệp vụ của mình và tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của đảng. Tham gia hội thi có 14 thí sinh đã trải qua 3 phần thi, phần chào hỏi, phần thi kiến thức nghiệp vụ về các quy định, quy trình công tác kiểm tra giám sát của đảng và phần thi thuyết trình. Hầu hết các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, thể hiện sự tự tin, vận dụng những hiểu biết, kinh nghiệm trong quá trình công tác để liên hệ thực tiễn một cách sâu sắc, trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi và được ban giám khảo đánh giá cao. Kết thúc hội thi, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã trao giải nhất cho thí sinh Đào Văn Tuấn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì cho thí sinh Lê Ngọc Phúc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hiệp Cường, huyện Kim Động và thí sinh Nguyễn Đức Cường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Trao giải 3 cho thí sinh ở Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đồng Kết, huyện Khói Châu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên.